Xin chào mọi người, An đã trở lại với mọi người rồi đây. Hôm nay thì mình quay một cái video hướng dẫn mọi người cách chụp ảnh CV. Nhưng mà bởi vì Đà Nẵng dịch rồi nên là mình đã phải hủy lịch book với studio và cả mẫu. Nên là mình quyết định làm một cái video là mình chụp ảnh CV chính mình như thế nào. My heart is a ghost town. Sủi lên xong rồi mình không biết nó có dưỡng chất kiểu gì nhưng mà nó sủi lên thì sau đấy mình rửa đi thì mình thấy cái mặt mình nó rất là căng, miệng rất là thích á, nên là mình thích dùng cái mặt nạ này lắm mặc dù nó hơi kỳ. Ok, giờ thì mình sẽ đi vào make up. Từ trước mình có nói nhắn cho mọi người thì mình order một số đồ trên Shopee về đây. Nếu mà mình order thì mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu mọi người, kiểu mình chọn cái nào rẻ nhất thôi á. Mình mới xem lại là mình nghĩ là cái này đó có thể là nó là bản gốc của một cái hãng nào đấy, ví dụ như là Colourpop hay là 3CE chẳng hạn. Cảm thấy hơi có lỗi nhưng mà lỡ rồi thì thôi, đành là mình sẽ dùng cái thứ này vậy. Rất là rẻ luôn, mọi người không ngờ nó rẻ như vậy luôn, kiểu có 70 mấy, 80 ngàn một cái bản như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng unbox và sau đó cùng lần lượt sử dụng từng món nha. Cái này bao gồm bảng mắt, contour, kẽ mày và kẽ mắt. Da này là mình đã đắp mặt nạ, sau đấy là dưỡng toner và cream rồi. Thì bây giờ mình sẽ đánh lớp cushion trước. Tại sao mà mình còn phải make up với mọi người? Tại vì ở bên Nhật á, cái gì nó cũng thành một cái truyền thống, được những cái văn hóa được hết á. Đến nỗi mà cái việc tìm việc ấy thì nó cũng sẽ trở thành một cái văn hóa của bên Nhật. Tức là đến năm 3 hoặc năm 4 thì mọi người sẽ bắt đầu đi một cái gọi là job hunting, hay trong tiếng Nhật là shushoku. Shushoku là kiểu theo sát nghĩa, tức là đi tìm việc đấy. Thì trang điểm thì có gọi là shushoku make up, trang phục ấy thì có shushoku suit, tức là đồ suit để mặc đi show. Thì đây là mình đang trang điểm theo kiểu shushoku make up, tức là mọi người phải chuộng cái sự tự nhiên nhất hay mới có thể. Da mình thì hơi trắng á, nên là mình mua thông cushion nó cũng trắng, nên là cushion của Clio nha mọi người. Nhưng mà mình tiếp theo mình sẽ dùng concealer để che bất khuyết điểm. Đây là hai món mình tâm đắc nhất trong cái bộ đồ make up của mình. Thì concealer mình dùng của NARS Light to Vanilla. Còn đây cọ thì mình cũng dùng cọ số 2 luôn, là của Sephora. Cọ này dùng siêu thích mọi người, mình chưa bao giờ thấy cái cọ này mình thích hơn cái này nữa. Concealer mình cũng gần hết rồi, nhưng mà mình rất là thích tại vì nó khá là tiệp với màu da của mình ấy, và nó cũng tiệp với lại cái cushion luôn, nên là nó nhìn không có bị kiểu lỗ chỗ trên mặt ấy. Về trán thì ra mình cũng không cần che, nhưng mà tại vì sợ là những cái tóc nó bay ra mình thấy, nên mình che luôn cho nó tự tin, che ở mắt tại vì nó không ngủ được nên là rất là thâm. Kệ đấy thôi, rồi mình sẽ dùng cái cọ huyền thoại này mình đánh lên. Trái thì kiểu mọi người bảo là những cái khuyết điểm trên mặt ấy thì có thể có Photoshop can thiệp ấy, nhưng mà mình thì không. Với tư cách là một người chụp ảnh, một lens girl, thì mình sẽ bảo là không. Lớp trang điểm này rất quan trọng, bởi vì là khi mà các bạn Photoshop thì nó cũng sẽ có một sự can thiệp rồi, đúng không? Thì phải có một sự chỉnh sửa rồi, không phải là photographer nào cũng là một người chỉnh sửa giỏi. Ảnh mà đẹp tự nhiên hay không thì nó phụ thuộc rất lớn vào nếp make up của mọi người. Đặc biệt là nếu mọi người muốn tự chụp cho mình một bộ ảnh thì mình nghĩ là nên make up cẩn thận trước khi là bắt tay vào chụp, thì nó sẽ đỡ mất công hậu kỳ hơn. Ok, đây là mình chém điểm xong rồi. Nhưng mà lúc này thì da mình nó sẽ rất là sáng, thế nên là mình sẽ đánh contour để nó tối cái màu da mình xuống. Thì mình sẽ unbox cái contour này. Đây là một cái bảng contour tên là La Mỹ La. Mình chắc là không khuyến khích mọi người mua hàng như thế này, tại vì là nếu mà mọi người mua xong rồi lâu lâu xài thì không sao, chứ nhưng mà như mình ấy, mình xài rất là thường xuyên thì không nên mua vì nó hại da lắm. Đây rồi, gói cũng rất là kỹ. Xong. Đây là một bảng contour mình thấy là khá là dễ xài. Nó có tặng cho mình một cái cọ mình có thể đánh, nhưng mà contour thì mình nghĩ là mình không xài cái cọ này được. Còn cái cọ contour thì mình có cọ này đây. Đây, cọ này mình xài chung để đánh má hồng và đánh contour. Thì đây là một cái cọ mình mua ở Daiso. Nâu này nó khá là nhạt ấy, nên là mình nghĩ là mình đánh được.
được vào xương gò má mọi người, để cho nó đỡ vơi cái mặt này lại. Mình sẽ dùng một ít màu nhạt hơn để mình trung hòa nó ra nữa. Kiểu cái này mọi người có thể áp dụng cái make up này để mọi người đi phỏng vấn luôn, vì nó vừa tự nhiên mà lại vừa rất là gọn gàng chỉnh chu ấy. Đây là mặt mình sau khi đã contour, chắc là mọi người không thấy nhiều lắm. Nó rất là quan trọng, bởi vì là lúc mà khi mình mới make up á, mình nghĩ là mỗi lần mình trồng một lớp make up lên thì mình phải thấy rõ sự khác biệt thì nó mới gọi là make up. Nhưng không, từng sự khác biệt nho nhỏ mà bạn không phát hiện ra được thì nó mới chính là cái khiến cho lớp make up của bạn trở nên tự nhiên. Đây là mỗi thứ chút thôi, rồi bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt đấy. Mình sẽ bước vào quan trọng nhất, đó chính là đánh mắt. Để phục vụ cho việc đánh mắt thì mình mua một cái bảng mắt. Mình đã test thử trước khi mà mình quay video này rồi và nó khá là không giống như mong đợi của mình, nó khá là màu hồng. Cũng được thôi. Cái việc đánh mắt này thì mình có tham khảo một chút của chị Nanako Chan, một makeup artist ở Nhật. Nếu mà mọi người để ý thì mắt mình nó chính là mắt mí lạnh, tức là hai mí nhưng mà nó không có rõ. Mọi người thích là mọi người phải dùng cái cọ đầu nó nhỏ như thế này, mọi người chạm vào cái mí mắt nhé. Chạm cái mí mắt nhìn nó hơi sợ nhưng mà mọi người dỡ lên thì cái mí mắt nó sẽ được định hình lại. Mình sẽ đánh một chút má hồng lên trên mắt để cho mắt nhìn nó tươi hơn ấy. Vì đây là cái hộp má hồng của mình, nó hơi lạ lạ đúng không? Nó là gồm hạt má hồng mình được cho từ lâu lắm rồi. Mọi người đánh cho một chút nhé. Nếu mọi người có bảng má hồng bình thường thôi thì vẫn được, cái này thì mình sẽ lựa những cái viên mà nhạt màu, mình quẹt vào rồi mình đánh lên cho nó hồng nè, đừng hồng quá nha mọi người. Theo thì trong bảng mắt này mình sẽ dùng màu da cam. Tông của ngày hôm nay sẽ là tông tự nhiên nên là mình sẽ dùng chủ yếu là tông beige, tức là mình thì có thói quen là đánh luôn bên dưới tại vì mắt mình rất là thâm á, là mình sẽ đánh luôn bên dưới một chút. Theo như lời của chị Nanako thì thường mọi người hay thấy các beauty blogger hay là những người make up ấy, người ta sẽ đánh như thế này đúng không? Thế đánh thêm một lớp, hai lớp. Nhưng mà hôm nay bởi vì mình là muốn trang điểm cho nó tự tin nên là mình muốn mắt mình to ra thì mình sẽ đánh theo lớp ngang, tức là sát mí mắt xong rồi tới mí mắt rồi tới bọng mắt. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng một cái màu mắt hay là màu mày của The Face Shop luôn. Mình sẽ đánh sát vào trong mắt giống như là eyeliner vậy. Đấy, mọi người có thấy sự khác biệt giữa hai bên mắt không? Bên này nó đã có một cái lớp lên rồi, nó sáng con mắt, nó rõ con mắt hơn. Mình sẽ đánh luôn bên này nha. Hai mắt mình nó đã to ra hơn rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ dùng màu này, màu hơi nâu trong bảng để mình đánh lên cái mí mắt. Mình ghét cái mùi của cái bảng mắt này của mọi người, rất là hôi. Nó rất là, cũng không phải hôi nhưng mà nó rất là có mùi hóa chất ấy. Mình thì thường đánh hai mắt cùng lớp chứ không phải là đánh xong một mắt rồi mình sẽ đánh mắt bên kia, bởi vì mình rất là hay mix màu. Thế nên là nhiều khi mình đánh ra một mắt mình không nhớ là màu nữa, mình sử dụng màu nào, nên mình thường đánh hai mắt không xong. Bước cuối cùng là không kém phần quan trọng, đó chính là son. Son thì mình có rất là nhiều màu son, nhưng mà một trong những màu son yêu thích của mình, cái VT Cosmetic mà mình từng unbox trên đêm một lần, thì mình dùng hồi đó nhiều, mình xài mỗi một màu này không thay đổi, rất là tự nhiên. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không dùng cái này mà mình sẽ chọn tông màu cam, bởi vì mắt và mặt của mình là tông màu cam. Thì mọi người nhớ giữ môi kỹ càng trước một đêm trước khi chụp hình hoặc là đi phỏng vấn nhé. Và mình sẽ dùng cái này, đó chính là tên gọi của nó là Lip 38 độ C. Mình nhớ mình đã rất là phân vân khi mà mua cái này ở tiệm ở bên Nhật. Tông nó là tông màu cam, mình đánh cho mình xem nó hơi bóng. Tiếp theo đó mình sẽ dùng một cái màu là màu Mamone Red Pepper, đỡ bị nhợt nhạt. Nếu như mà bình thường mọi người đi cũng bóng bình thường thì mọi người đánh như thế này là xong, ok rồi. Nhưng hôm nay mình chụp hình nên mình muốn đậm một chút để lên hình nó rõ. Đây là makeup look ngày hôm nay của mình. Mọi người thấy như nào? Nhìn thì cũng nhẹ nhàng nhưng mà cũng đủ sắc sảo và gọn gàng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi làm tóc, mọi người cùng mình hoàn thiện cái vẻ ngoài này rồi bắt tay vào chụp của anh CV nhé. Rồi thì đây là hiện trạng tóc mình. Tóc mình khá là nhiều tóc con và nó bị chẻ ra ngoài, thì bây giờ mình sẽ dùng cái
cái kẹp này, cái kẹp nó lại ít hơn mọi người nhìn như thế này nhiều. Và cách mà mình đã làm với tóc mình không biết là có nên khuyến khích mọi người làm hay không, nhưng mà cách mà mình đã làm với tóc mình đấy chính là mình đi tẩy tóc phần đuôi. Sau đấy thì mình nhuộm nâu sẫm lại. Bởi vì bình thường tóc mình mà kẹp ấy thì chỉ cần 30 giây thì nó đã nhã rồi mọi người. Nên là mình đi tẩy cái phần đuôi này đi. Sau đấy là khi nào mình đi ra ngoài thì mình sẽ dùng máy kẹp để tạo tóc. Và tóc tẩy thì lúc nào cũng giữ được rất là lâu. Nếu mà xịt keo nữa thì giữ được một ngày đấy. Đây mình sẽ dùng cái treo tóc này. Đây là một cái treo mà khiến cho mọi người dẹp tóc to xuống, nhất là khi mọi người cột tóc. Đây là bộ trang phục đi xin việc của mình, bao gồm là áo sơ mi bên trong và vest sơ bên ngoài. Khi đấy mình có lưu ý với mọi người một điểm, đấy chính là cái cổ áo thì có những cái cổ áo nó thiết kế để bỏ ra ngoài như thế này đấy, nhưng mà khi đấy thì cái cổ vest này nó sẽ nhỏ lại, nên là khi mà cổ vest của bạn to thì bạn nên bỏ cổ áo bên trong, đường ngoài cùng của cái cổ áo bên trong nó sẽ đi song song với cái đường trong cùng của cổ áo bên ngoài. Mọi người cố dựng cái cổ áo lên để cho nó đừng có bị kẹp vào. Nếu mà tốt nhất thì mình có thể gài luôn cái cổ áo lại, gài vào như thế này, nhìn rất là ngoan ngoãn nếu mà mọi người phỏng vấn. Nhưng nếu mọi người muốn chụp ảnh LinkedIn thì mình nghĩ, mình gợi ý là mọi người mở ra cho nó cởi mở, thân thiện, gần gũi, chứ không có quá là chuẩn mực như thế này. Và hôm nay thì mình sẽ chụp hình với nhiều phong cách khác nhau để mọi người có thể lựa chọn và từ đó tìm ra được cái phong cách phù hợp với bản thân mình nhất nha. Okay.